Xin chào các bạn Clip này thì mình sẽ làm review về account của mình đang chơi Hôm nay là tròn 700 ngày Mình đã chơi game ở bản tiếng Trung Cũng được gần 2 năm rồi Mình đã gắn bó với nó Hiện tại thì mình đang là một nhân viên văn phòng 34 tuổi Ngày đi làm Tối về có thời gian chơi game Và làm clip do đó các bạn thấy nhiều lúc gần nửa đêm mới có Mình hay post clip là vì thế Thì việc ngồi chơi game Với cả làm clip Đấy là vẫn là cái đam mê khó bỏ của mình Nhưng mà mình vẫn coi trọng công việc của mình hơn Đầu tiên là cái thành tựu Thành tựu thì hiện tại mình đang được ở cấp 26 rồi này Lúc nào cũng thế Chỉ theo sau của anh top một này thôi Đây là những thành tựu ẩn này Cái dòng cuối là Mega Rayquaza với cả Brahman Gaudon Các bạn mở được nó thì các bạn sẽ được cái khung của nó Cái khung Về khung thì mình đang sử dụng Khung của con Sunia Đây là những khung mình đã đang có Cái khung đầu tiên mình lấy được là khung của con Zeprom Adventure Rock thì mình đang tắc tắc ở ải 340. Có thể nếu mình cố ấy, thì mình cũng có thể vượt qua được. Hiện tại mình đang xếp thứ hai ở cái chỗ này. cũng lại chỉ sau anh top 1 thôi. Về thứ hạng thì mình đang ở thứ hai được chiến. Sưu tập thì cũng vẫn là thứ hai. Lúc nào chỉ thứ hai thôi. Còn về ải thì mình cũng được 1227 sao. Tại vì có một cái ải nó rất khó, đó là ải con danh sách này với cả tim thép này này nếu các bạn mà giả sử không có con ramen gaudon vượt qua khó lắm máy móc máy móc thì mình toàn để thực ra là 15 là đủ rồi cơ nhưng mà mấy đợt trước thừa ra thì cũng tăng lên thôi tăng lên thì nó cũng chỉ tăng được ít chỉ số hầu như mình toàn để 15 tại vì nó đã mở hết được các cấp rồi còn đâu chỉ dồn dành cho những máy móc vàng này thôi về sau thì những cái mảnh này thì mình đổi hết đổi thì mình để có thể kiếm được cái để mua mảnh thiết bị vàng. Đây là các chỉ số của mình khi mà sưu tập được, cộng đến 55,98% tốc độ. Như bạn thấy là cái chỉ số đam SP ấy 85,67% nên hầu như con nào của mình đam SP nó cũng cao hơn cái đam Pegatech là vì thế Aspikachu Với cả đấy là những S thì mình vẫn đang thiếu vài con Còn đâu A thì trăm phần trăm là đủ hết 12 sao rồi Hiện tại vẫn chiết một tháng Thì mình cũng đang đập được đến 27 Chuẩn bị được 27 con rồi 27 con là 2.700 kim cương mỗi tháng rồi Nhân vật Nhân vật về sau nhiều Mình chỉ tiếc là mình chưa lấy được cái nhân vật VIP 15 này thôi Nó khá là bạch Ngầu Còn nhân vật này là 2.000 điểm PPP Arena thì mình chịu thua huy hiệu của gym Hầu như mình đã lên được 70 hết rồi Bắt đầu hết 70 tất cả, tất cả các cái rồi thì mình đã lên được 75 tiếp Đây thì mình lên 12 Level 12 ở bảng chính giữa Còn đâu những cái này đang 11 Tại vì là hồi trước ấy Gym lần nào mình cũng một tuần vượt qua hết rồi Cho nên điểm nó cũng nhiều Như các bạn thấy Là mình đã nuôi con Brian Gordon lên Thực chiến và công cao nhất có rất nhiều cái ảnh mà mình trước mình khoe là con Mega Rayquaza nó lên được một triệu một lực chiến đấy nhưng mà bây giờ hiện tại nó có 958.000 nguyên nhân đấy là mình buộc phải hạ bớt cái sức tấn công của nó xuống mình phải chuyển những cái rune của nó hiện tại bây giờ lại chuyển sang cho con uh, Masadao tại vì là sức tấn công của con Diamond uh, Galdon của mình là 443.000 kìa còn của con Mega Ray qua Gia đang 442.000 rồi nếu mà nó vượt qua 443 ấy, thì con Celebi này nó sẽ búp kháng tử cho con Mega Ray qua ra của mình chứ không phải con Diamond uh, Raymond Gaudon nữa level 109 đây là level tối đa rồi ở bản tiếng Trung với lực chiến là 4 triệu rưỡi bíp 13 về sau thì những EXP uh, thừa ra khi các bạn đã mắc level rồi ấy, các bạn có thể đổi được những quà, dưới này trong đó thì mảnh vạn năng này chip vàng này nhưng mà nó chỉ có số lượng tối đa là 50 mảnh bắn năng vàng, ba cái chip vàng, ba rune vàng thôi. Đó là những đồ giới hạn. Đổi được hết rồi thì không đổi nữa, còn đây là những đồ mà các bạn có thể đổi, đủ điểm thì đổi được. Nhưng mình mình vẫn chưa muốn đổi tại vì đang tích xem nó có cập nhật thêm gì nữa không. Ở đây thì mình sẽ kiếm được mảnh bắn năng. Với VIP 13 ấy thì mình sẽ nhận được một mảnh bắn năng đỏ mỗi ngày. Một mảnh bắn năng vàng ở VIP 7 mình sẽ đánh đấu trường 10 trận một ngày thì mình cũng sẽ kiếm được hai mảnh vẫn năng vàng sau đó mình sẽ đánh đấu trường lên server này thì mình cũng tương tự như thế mình đánh 10 trận một ngày thì mình cũng sẽ kiếm được thêm hai mảnh vẫn năng vàng. và sang một cái giải đấu mới đấu World Championship này giải đấu này thì mình sẽ đánh 24 trận trong 3 ngày trong đó thì mình sẽ phải mua thêm đến 6 trận nữa tức nghĩa là 240 kim cương thì mình sẽ nhận được thêm 3 mảnh vạn năng vàng, tức nghĩa là 80 kim cương trong một mảnh vạn năng vàng nữa. Đó là những cái mình đã kiếm được mảnh vạn năng vàng. Rồi còn cái giải shop này thì mình vẫn có thể mua được mảnh vạn năng vàng mỗi ngày một một mảnh nữa. Đây là những s mình đã có những con mega, những con mega này Như các bạn thấy là mình cũng có thể đổi được, nhưng mà mình rất tiếc mảnh vạn năng vàng với 100 mảnh vẫn đang vàng, mình tính ra là lúc đấy chia ba ra là biến 33 mảnh vẫn đang đỏ. Cho nên mình cũng không muốn đổi. Mặc dù là mình cứ đổi trước như thế này thôi. Mình có thể lên bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà chỉ tiếc mảnh vẫn đang vàng, cho nên là mình cũng chưa muốn nâng lên con bất cứ con nào hết. Tại vì mảnh vẫn đang bây giờ mình chỉ để dồn để tích cho SS sắp tới thôi. Như các bạn biết thì SS nó đã ra mắt cách nhau đến tầm nửa năm. Thì trong nửa năm đó các bạn nghĩ xem đó là với hiện tại shop bây giờ cập nhật những mảnh của con S cộng chẳng hạn ví dụ như shop này các bạn có thể nếu bạn hạng cao các bạn có thể mua tối đa là 20 mảnh con GLaDON shop kio Gre các bạn mua được 20 mảnh của nó rồi tiếp tục đến shop DNC các bạn mua được đến 20 mảnh mình chỉ lấy tối thiểu là đến 50 mảnh thôi nhá. 50 mảnh con S cộng rồi nhá. Xong mảnh Luza nữa, các bạn có thể mua được đến 20 mảnh một tháng. Rồi nắp nếu ai uh, tiêu vào nó nhưng mà mình không tiêu. Và về sau lại còn cả mảnh của con uh, Dianga nữa. Mình có thể kiếm được tầm 10 mảnh của nó một tháng. Tính ra là một một tháng nữa. Trong các bạn có thể kiếm được rất là nhiều mảnh S cộng, chưa kể tính đến sự kiện Red Draw chẳng hạn. Ví dụ như Red Draw mỗi tháng có một con kiếm mảnh của nó và đi kèm mảnh của nó như thế các bạn cũng sẽ có cái sự kiện sự kiện để lấy thêm mảnh vận năng vàng như thế này thì mảnh vận năng các bạn sẽ kiếm được nhiều hơn chưa kể qua các sự kiện lớn này, sự kiện nhỏ cũng lấy được mảnh S cộng và nếu các bạn đi được cái giải Indigo này 30 ngày các bạn sẽ kiếm được 30 ngày, hô ô rồi còn nếu các bạn hên ở cái giải Indigo lên server thì các bạn lại kiếm được mảnh của con Gradon nữa thì cái việc kiếm S cộng bây giờ mình đã suy nghĩ đó là Bây giờ mình có nên chơi những con S cộng để lên sao không mình, Các bạn tính xem Nếu bây giờ từ 4 sao của S cộng ấy Các bạn nâng lên 8 sao Là sẽ mất đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 con S cộng Trùng với nó Tức nghĩa là tương đương với cả tầm 480 mảnh đỏ rồi Nó không phải là ít đâu và thế, nếu các bạn lại muốn lên 11 sao của S cộng nữa thì các bạn nghĩ xem nó phải tốn đến 15 cộng 15 cái con S cộng cơ 15 con S cộng thì tương đương với cả tầm cũng uh, có 1.000 mảnh bản năng đỏ rồi thì mình chính vì như thế S cộng thì các bạn biết là nó có đi dài được không Nếu mà con S cộng mới nó ra nó lại đá con cũ thôi không có gì là khác biệt cả mà bây giờ đó là là ngóng một con S mới ra mắt hay là ngóng một con S cộng mới ra mắt mình thì đương nhiên là mình có ngóng con S mới ra mắt rồi S mới ra mắt thì bao giờ nó cũng sẽ có kiểu dạng như là tò mò hiếu kỳ hơn so với mình và đạt được lấy được nó cũng là một cái dạng như là một cái nhiệm vụ gì đó ở trong game để mình cố gắng đạt được đó là lấy được SS hết trong game với những con S cộng cũ của mình mình đã lên được rất nhiều sao như thế này xong tiếc là những con ngày trước mình toàn lên được 6 sao thì số, số sao đấy bây giờ nó để mạnh hơn được nữa Mà tại vì nó loại ra khỏi team rồi chẳng chơi được Bây giờ mình chỉ cứ tích thôi Tích những con S cộng mình lấy được Để lên được một con SS về sau Như các bạn thấy đấy Đó là nếu S cộng mà muốn lên s SS Các bạn cảm thấy nó nản nản ấy Điều dạng như là phải đến 11 sao này Xong rồi lại thêm cả 15 con S cộng khác ấy Thì các bạn nghĩ xem Bây giờ các bạn lên S cộng 11 sao là một rồi nhỉ Xong các bạn lên con S cộng này có thể lên S cũng là 11 sao là tương đương rồi này Nhưng mà những con mảnh, S cộng ấy các bạn kiếm được hàng tháng ấy Thì các bạn thấy nó cũng khá lãng phí đúng không Nhưng mà nếu mà để những số đó ý, nếu mà mình tính ra Nếu mà bây giờ mình tính của mình thì cũng phải gần trăm mảnh S cộng Một tháng mình kiếm được Một trăm mảnh S cộng đấy là một con S cộng rồi Và thêm rất nhiều sự kiện mình kiếm được nữa thì việc lên S của đối với mình nó cũng không phải là quá khó thì như các bạn biết là mình đã lên được con prime Gaudo này cách đây hai tháng trước hai tháng trước thì lúc đó số mảnh vận năng của đỏ của mình nó đã bằng không rồi và trong hai tháng đó ấy, thì mình cũng lại tiết kiệm tiếp mình nhớ là cái clip mình làm về prime Gaudo lên SS ấy, là ngày 24 tháng 12 cũng gần hơn 2 tháng một xíu thôi tính từ hồi đó đến giờ ấy là mình cũng kiếm được đến tận là 838 mảnh vận năng đỏ rồi với cả thêm cái đống mảnh vận năng vàng này nữa thì mình kiếm mảnh vạn năng đỏ như thế so với cả cái cấp độ vip của mình thì cũng cũng là được rồi mình nghĩ là thế là ổn rồi nếu mình vip cao hơn nữa thì đó là chuyện càng đơn giản hơn mảnh vạn năng đỏ càng nhiều hơn nữa tại vì mình nạp thì tất nhiên là nó sẽ nhiều hơn là với người cày bình thường rồi thì cũng tương tự như thế những mảnh mảnh s cộng cũ của mình mình không xài nữa mình kiếm được thì mình lại lấy làm phôi thôi thì các bạn sẽ thấy là lên một con S nếu mà nghĩ theo kiểu đơn giản như thế thì nó sẽ rất là dễ lên và cũng không nhất thiết các bạn phải có con nào S cộng ra ở à, S ra thì các bạn sẽ phải lên luôn nếu với cả những người mà không có đủ điều kiện ý, một là các bạn thích chơi các bạn thích đam mê mega ray qua ra thì các bạn còn cần gì hỏi nó mạnh hay không nữa cứ lên nó luôn thôi còn nếu các bạn muốn mạnh hơn ý, thì các bạn cứ tích đi một 6 tháng các bạn không tích được thì một năm tích thì các bạn sẽ lấy được con S tiếp theo S tiếp theo rồi thì lúc đấy nó bắt đầu ra ấy, là bạn có luôn thì nó coi như là mạnh nhất hiện tại luôn và nó cũng không dễ bị out đâu giống như con S cộng khác thì đó là chia sẻ về cái S cộng và S hiện tại của mình mình bây giờ chỉ có chủ yếu là chơi theo S cộng 4 sao và S là chính thôi S cộng 4 sao thì đá liên tục những con mới ra đá con cũ bay ra khỏi đội hình ngay lập tức cho nên là SS đối với mình nó là một cái gì đó lâu dài hơn và việc lên được 11 sao nhìn nó cũng đẹp mắt và các bạn để ý đấy là người ta để mình thấy một con S nó sẽ kiểu như là thích hơn là một con S cộng 11 sao nếu các bạn tính là những con S cộng cũ mảnh cũ mình không xài nữa và những con S cộng của mình để lên S cũng 11 sao cũng tương tự con kia thì các bạn sẽ Giảm bớt được cái uh, Suy nghĩ tiêu cực đó là Nên SBS cộng S mới đá Tốt nhất là không nên lên Cứ chơi S cộng thôi Mình cũng lên 11 sao S cộng Xong rồi là để sau một thời gian nữa S cộng đấy lại bị con S cộng mới Nó 4 sao nó đá liên tục Thì việc lên một số con S cộng này của mình Các bạn thấy nuôi Nhưng mà thực ra là mình nuôi Kiểu dạng như là mình đang thừa đồ Thì mình nuôi thôi Chứ còn mình Tất cả những đồ của mình đang có Mình toàn tập trung vào cho Ss là chính thôi Những con S cộng 4 sao cũng của mình Mình lấy mục đích là về sau cũng đều để, để review cho các bạn Khi mà bản tiếng Anh nó ra mắt Và hiện tại là review theo kiểu mà 4 sao thực sự là nó sẽ tốt không để các bạn có thể sử dụng Tại vì 4 sao ấy với cả 7 sao nó cũng chẳng khác nhau là mấy 8 sao thì mới có thêm khác biệt cơ cho nên các bạn bây giờ cứ lên 6 sao, 7 sao S cộng mà không lên 8 sao ấy. Hoặc là lên 8 sao rồi Nhưng mà Pankia này hay là con Hoopa này Rồi bỗng nhiên bị đá ra khỏi tim cũng tiếc lắm cho nên các bạn cứ xài 4 sao cho lành thì bây giờ việc kiếm ở bit ua này xong rồi lại không xài mảnh vận năng cho s cộng nữa thì thì các bạn sẽ kiếm mảnh vận năng dễ hơn để lên s thì đó là những kinh nghiệm của mình sắp tới thì 26 tháng 3 sẽ ra s mới rồi có thể là kêu thì mình cũng bây giờ chỉ cần nó ra phát là mình 11 sao đơn giản thôi thì các bạn thấy là hai tháng vừa rồi mình đã kiếm lên đến, đến tận 838 mảnh vẫn đang đỏ để ở cấp vip 13 và chưa kể những con đi uh, tô đỏ mình lấy thêm nữa thì việc lên S của mình ra là có cũng được thì đó là những chia sẻ của mình về S trong game và cũng là review về cái account của mình hiện tại sắp tới là đến ngày 26 tháng 3 là một con S mới nữa sẽ ra đời Lúc đó thì mình sẽ có ba con S ở trong team rồi Và đến khi nào có 6 con S Lúc đấy là team đấy là chắc là thuộc dạng team mạnh nhất ở thời điểm hiện